Hello Trà Vinh, xin chào các bạn. Hôm nay thì mình sẽ làm bánh xếp nha. Bánh xếp ngọt đặc biệt với nhân chuối, rất là lạ miệng luôn. Cách pha bột bánh thì có cái độ mềm dẻo nè. Mình ăn qua ngày hôm sau bánh vẫn ngon. Thì mời các bạn vào bếp để cùng thực hiện món bánh xếp với mình nha. Mời các bạn đăng ký kênh để luôn theo dõi các video mới nhất mỗi khi mình đăng. Đầu tiên thì mình sẽ chuẩn bị nguyên liệu. Mình có đây là chuối xim chín. Các bạn chọn cái chuối mà nó chín hơi mùi thì mình làm món này nó mới ngon, nó có độ ngọt tự nhiên. Một chén bột gạo, 1/3 chén bột mì hay là bột mì đa dụng, 4 muỗng canh đường cát vàng, 1 muỗng canh bột năng hay là bột mì tinh để chút nữa mình làm nhân chuối. Dầu ăn thì mình dùng khoảng muỗng thôi. Và bơ, chút nữa mình sẽ lượng ha, khoảng muỗng canh bơ, muối và vani. Rồi bây giờ mình sẽ lường bột mì đa dụng nè. Mình lường vậy là 5 muỗng canh, là 50g mỗi một muỗng lần lượt thôi ha. Tiếp theo một chén bột gạo, mình không dùng bột năng trong công thức này. Và mỗi một muỗng canh vậy là 15g, thì mình dùng muỗng thôi. Tí xíu muối, dầu ăn một muỗng. Bột mì đa dụng và bột gạo sẽ giúp cho vỏ bánh nó mềm ngon. Rồi xong rồi các bạn sẽ cho vào đây 250ml nước nha. Với 200g bột thì mình dùng 250ml nước. Mỗi một chén nước là 200ml. Các bạn có thể lường bằng chén. Mình khuấy cho bột nó tan ra hoàn toàn và mình để đây cho nó nở 10 phút. Mình sẽ lột chuối xim này ra. Chuối mùi á, thì các bạn cắt nó cũng mềm nữa. Mình cắt ra nhỏ nhỏ chút nữa mình làm nhân chuối. Cắt xong hết rồi nè, bây giờ các bạn sẽ bóp ra cho nó hơi nhuyễn nhuyễn chút ha. Ngoài trời đang mưa á, hôm nay mưa nguyên ngày luôn. Đây mình bóp cho nó hơi nhuyễn vậy nè. Rồi các bạn sẽ cho hết phần chuối vô trong chảo luôn để mình xên nhân. Đường cát mình sẽ cho vào đây 3 muỗng canh, tương đương khoảng 50g đường với nửa khi chuối, muối, vani cho nó thơm nhân, 1 muỗng canh bơ. Không dùng bơ thì các bạn cho 1 muỗng canh dầu ăn cũng được để cho nhân nó thơm và nó có cái độ bóng mượt hơn á. Bắt lên bếp mình sẽ xên với lửa nhỏ, xên cho nó tan bơ ra. Rồi phần bơ của mình nó tan ra thì bây giờ chuối nó cũng hơi nóng nóng lên rồi nè, các bạn cũng xên đều nha. Bột năng các bạn cho chút nước vô, mình sẽ khuấy cho bột nó tan để tạo cái độ sệt cho nhân. Khi mà nhân nó sôi lên nó hơi sệt sệt vậy nè, các bạn sẽ cho bột năng vô nha. Mình sẽ cho từng muỗng nha để mình trộn cho nó đều. Bột năng sẽ giúp tạo độ sệt cho nhân. Thì các bạn cũng có thể dùng bột mì đa dụng cũng được, mình cũng hòa với nước thì mình cho vô. Cho vô hết xong thì các bạn xên thêm chút nữa để cho nó dẻo lại. Rồi thì mình tắt bếp luôn và mình chờ cho nó nguội nha. Tiếp theo cái phần bột các bạn sẽ bắt lên chảo, mình sẽ khuấy trùng. Để lửa nhỏ để nó bị ốc trâu. Khuấy đều tay. Khi nào mà mình thấy cái khối bột của mình nó khô lại á, nó không có còn bột nước nữa thì mới được nha. Nó khô và nó tụ thành khối vậy là được nè. Bây giờ mình sẽ lấy bột này ra luôn, dàn nó ra. Rồi các bạn sẽ phủ thêm bột áo. Lúc này bột vẫn còn nóng. Bột áo này thì mình dùng bột mì, bột mì hay là bột gạo gì cũng được để giúp cho cái vỏ bánh nó mềm. Rồi bây giờ bột vẫn còn hơi nóng, các bạn sẽ nhanh tay mình nhồi để cho bột nó dẻo, nó không có bị cứng. Nhồi vậy thì bột nó sẽ dẻo mịn lại. Nhồi đến khi nào mà nó dẻo rồi nè, và mình sờ tay vào á, thấy nó không có bị dính, nó dẻo thì bánh nó mới ngon. Chia khối bột ra, các bạn sẽ cho ra từng viên nhỏ nhỏ. Để chút nữa mình tạo hình cái bánh nó tròn đẹp.
lên cho nó hơi tròn tròn, xong rồi mình để qua bên có phủ bột áo. Phần bột này thì mình cho vô màu lá cẩm nha. Nếu các bạn không thích dùng màu thực phẩm thì khỏi cho cũng được. Mình nhờ cho nó dẻo lại. Rồi mình cũng vo tròn từng viên. Ấn cho nó dẹp rồi mình sẽ cán nó ra. Các bạn cán cho nó mỏng, phủ bột áo cho qua bên. Làm tương tự với những cái viên bột còn lại. Mình cán vừa thôi ha, đừng có mỏng quá. Xong rồi mình dùng cái vật mà nó hơi tròn á, các bạn ấn nó xuống để tạo thành cái hình tròn. Chút nữa mình xếp cái bánh á, nó đẹp hơn. Đây là nhân chuối nè, mình để nguội thì nó dẻo hơn. Bây giờ các bạn sẽ cho nhân vô. Cái bề nào mà có bột nhiều thì mình cho ra ngoài. Rồi tấm nó lại. Mình sẽ ép sát cái nắp bánh để cho nó dính chặt lại, nó không có bị bung. Rồi vậy là xong rồi nè, cái bánh xếp đơn giản. Rồi mình để qua bên ha. Thì mình lấy thẳng cái miếng lá chuối đi, chút mình hấp luôn. Tiếp tục đây là nhân đậu xanh. Thì các bạn hấp chín xong rồi các mình cho vô muỗng canh đường. Mình khuấy cho nó mịn lại, vậy là có được cái nhân đậu xanh. Rồi cũng ép cho nó chặt cái nếp. Thì cái này mình sẽ xếp cái bánh xếp qua dạng. Các bạn xếp vô từng mép như này. Xếp càng sát thì cái bánh nó càng đẹp nha. Và cũng với cái cách này các bạn cũng có thể áp dụng với bánh qua dạng chiên nha. Và làm giống hệt vậy nè. Đơn giản hay dễ làm. Vậy là xong một cái bánh xếp. Rồi tiếp tục mình sẽ làm thêm một cái bánh bốn cánh nữa. Cái này là mình thấy dễ nhất nè. Tính thành bốn cái cánh. Rồi vậy là xong. Chắc vô trong cái nồi hấp luôn. Bắt đầu mình sẽ đi hấp bánh. Mình sẽ chia ra làm hai nồi để hấp. Bánh này thì các bạn bắt sẵn nước sôi. Mình sẽ hấp bánh trong vòng 10 phút với lửa vừa là bánh nó sẽ chín. Trong thời gian đó thì mình chuẩn bị chén nước cốt dừa. Nước cốt này mình để tủ lạnh á, mình thấy nó hơi lợn cợn. Cho vào 2 muỗng canh đường, tí xíu muối, 1 muỗng canh bột năng hay là bột gạo cũng được, lá dứa. Rồi trộn đều lên để cho bột nó tan, xong rồi đi khuấy nước cốt dừa luôn. Các bạn để lửa nhỏ thôi. Mình khuấy nó nóng lên mới nó tan ra nè. Rồi các bạn khuấy cho nó sệt lại. Hỗn hợp nước cốt của mình nó sệt vậy là được nè. Thì nước cốt nó sôi lên là nó chín kỹ. Rồi mình tắt bếp luôn. Quay trở lại nồi bánh, mình hấp được 10 phút. Bánh nó chín rồi nè. Bột thấy nó trong lại là nó chín. Xếp bánh ra. Mình sẽ rắc thêm mè gan lên. Ăn cùng cho nó thơm. Chắc lên ha, mình sang với nước cốt dừa. Bánh này thì có thêm nước cốt dừa nó mới ngon. Cho thêm đậu phộng và mè gan. Bánh xếp nhân chuối nè. Với cách pha bột mềm dẻo, bánh này có thể ăn được 2 ngày luôn. Và ngày hôm sau bánh vẫn mềm. Nước cốt này thì mình cho bột hơi ít cho nên nó cũng không được sệt nhiều. Rồi bây giờ mời các bạn cùng thưởng thức bánh súp ngọt nhân chuối. Bánh rất là ngon luôn các bạn, cái phần nhân chuối nó ngọt và nó bùi bùi. Ăn nó sẽ lạ miệng hơn. Rồi bây giờ thì mình sẽ ăn thêm cái bánh nhân đậu xanh nữa nha. Nhân đậu xanh thì mình cũng có công thức làm rồi nên hôm nay mình chỉ làm chủ yếu là nhân chuối. Nhân đậu xanh và nhân chuối loại nào cũng ngon hết. Nhưng nếu chưa ăn thử nhân chuối thì các bạn hãy làm thử nha. Nhân chuối rất là đặc biệt luôn. Và đến đây thì mình xin kết thúc video. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, ủng hộ kênh của mình. Vui lòng đăng ký kênh, chia sẻ các video ủng hộ mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.